Nghe bảo là Hà Nội sắp có nhiệt đới gió mùa, sao nay nóng thế nhỉ? Ô, hóa ra là trên tay mình đang cầm một em Vivo X Fold Plus, hay còn gọi là Vivo X Fold cộng. Phải nói chung là mình khá có duyên với những em smartphone gập đến từ nhà Vivo. Trước đó thì chiếc Vivo X Fold thì mình cũng đã cầm rồi, một trong những người sớm nhất. Và hôm nay với chiếc Vivo X Fold cộng này thì mình cũng là một trong những người đầu tiên được cầm em nó. Và cùng mình trên tay mẫu Vivo X Fold cộng, mẫu smartphone gập mới nhất đến từ nhà Vivo rồi nhá. Đầu tiên là phải làm rõ ngay, chiếc Vivo X Fold cộng này là một phiên bản nâng cấp nhẹ của chiếc Vivo X Fold ra mắt hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên thì đã là một chiếc máy mới để chúng ta phải trên tay thôi. Đầu tiên thì các bạn thể thấy cái hộp này thì mình đã trên tay rồi, rất là quen thuộc rồi, một cái hộp với những cái vân da ở đây sờ rất là tinh tay, cao cấp. Bên trong này đây, nó được lót nhung luôn. Bạn sẽ mở ra như thế này để có được thấy được những phụ kiện, và đây là những phụ kiện rất quen thuộc rồi. Với một củ sạc với công suất là 80W đó, và một củ sạc rất lớn, có hai đầu ra đều là USB Type-C cả, rất là cao cấp. Tai nghe này cũng như là những cái phụ kiện khác, đây còn một cái chiếc thẻ đen quyền lực của Vivo X Fold nữa. Đó, phía dưới này đó chính là dây sạc. Đó, sơ qua rất nhanh về phụ kiện đấy thôi, và bởi vì nó cũng không khác biệt quá nhiều mà. Bây giờ sẽ đến với chiếc máy của chúng ta, thì đây chính là chiếc Vivo X Fold cộng. Nhìn về thiết kế bên ngoài thì chắc chắn bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không khác biệt gì so với X Fold đâu. Nó sẽ có hai điểm nâng cấp chính. Đầu tiên đó chính là về mặt hiệu năng. Con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 đã được trang bị đến chiếc máy này, rất là tuyệt vời. Và với con chip này thì như nhà xuất có công bố là cái hiệu năng của nó sẽ mạnh hơn khoảng 15% so với cái phiên bản trước. Tiếp theo đó chính là về cái khả năng sạc nhanh của nó. Như các bạn biết đấy, trước đây thì chiếc Vivo X Fold nó được trang bị một củ sạc giống như thế này với công suất là 80W, nhưng chiếc máy đó chỉ được trang bị cái công nghệ sạc nhanh là 66W mà thôi. Còn với chiếc Vivo X Fold cộng này thì công nghệ sạc nhanh đã nâng lên chuẩn luôn là 80W. Có nghĩa là bạn có thể tận dụng hết tối đa sức mạnh của cái củ sạc bên trong chiếc máy này. Và qua việc là nâng cấp cái cấu hình của chiếc máy này thì chúng ta có thể hy vọng rằng cái hiệu năng nó sẽ nâng cao hơn. Bởi vì như các bạn biết thì con chip Snapdragon 8 Gen 1 là một con chip nó không ổn định lắm về mặt nhiệt độ. Thì bây giờ chúng ta đã có Snapdragon 8 Plus Gen 1 trên chiếc máy này rồi. Mặc dù vậy, nếu bạn muốn có một cái chiếc điện thoại Vivo mà lại có cấu hình mới nhất thì các bạn nên lựa chọn cái dòng Vivo X90. Thì với chiếc X90 Pro Plus nó sẽ có con chip là mới nhất là Snapdragon 8 Gen 2. Nhưng mà cái chiếc máy đó thì hiện tại là chưa về đến thị trường Việt Nam, nhớ không nhầm là chưa bán chiếc máy đó trên thị trường quốc tế, nên là chúng ta mới chỉ có chiếc Vivo X Fold cộng là chiếc máy mới nhất và vừa về đến Việt Nam mà thôi. Và với cái sạc nhanh là 80W thì chiếc này chỉ chạy đầy 100% trong khoảng 35 phút thôi, rất nhanh chóng. Tuy nhiên thì dung lượng pin vẫn chỉ giữ nguyên là 4730 mAh. Còn lại những cái thông số khác của chiếc này thì nó rất là quen thuộc thôi. Chúng ta vẫn có một cái màn hình ở phía trong với cái kích thước lên tới 8,03 inch, sử dụng tấm nền là AMOLED. Độ phân giải là 1916 nhân với 2160, cùng tần số quét sẽ là 120Hz. Còn màn hình phụ của máy thì sẽ có kích thước là 6,53 inch, độ phân giải Full HD cộng, vẫn là tấm nền AMOLED 120Hz và tỷ lệ hiển thị là 21:9. Khi mà mở chiếc máy này lên thì mình đã thấy rất ấn tượng về cái hiệu ứng khi mà mở nó ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy con bướm khi mà mở ra, nó tung bay xòe cánh rồi các kiểu luôn. Đấy. Mỗi lần mà mình gập ra gập vào như này thì con bướm cũng chuyển động theo một cái hiệu ứng rất là bắt mắt. Và để mà có được điều này thì chiếc máy này đang chạy một cái phiên bản hệ điều hành, đó chính là Origin OS. Đây là một cái phiên bản hệ điều hành dành riêng cho thị trường Trung Quốc, bởi vì đây là một chiếc máy hàng xách tay. Nó sẽ khác một chút, nếu các bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại Vivo chính hãng tại Việt Nam, nó sẽ được cài Fantas OS. Và với Fantas OS thì đây là một cái hệ điều hành nó được tùy biến rất nhiều dành cho người dùng quốc tế. Có những tính năng nó khá là khác biệt so với Origin OS. Và đặc biệt đó chính là Fantas OS nó sẽ dựa trên hệ điều hành Android gốc. Vì vậy nó sẽ có những tính năng dành cho người dùng quốc tế, ví dụ chúng ta có Android Auto này, đó những cái tính năng của Google, nên là nó sẽ phổ biến hơn. Còn với những cái hệ điều hành mà nó dành riêng cho điện Trung Quốc này thì nó sẽ chứa rất nhiều những cái ứng dụng của Trung Quốc vào đây. Khi mà cầm lại chiếc Vivo X Fold cộng này thì mình thấy rằng đây vẫn là một chiếc máy được hoàn thiện rất tốt. Nó cũng phải tương đương với những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ ấy. Các bạn có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là cái phần bản lề này của máy, hoàn toàn phẳng ở phía cạnh gáy này, và ở phía trong này thì cái phần nếp nhăn nó rất là ít. Cái thứ hai đó chính là khi các bạn gập vào, các bạn có thể gập ở rất nhiều góc độ khác nhau đó, và khi đến khoảng gần như này thì máy nó mới gập xuống và nghe đến một tiếng thịch thôi, các bạn cũng có thể thấy rằng là cái mức độ chắc chắn của chiếc máy này như thế nào. Mình sẽ làm lại nhé.
Đó, bạn thấy không? Rất là chắc chắn luôn. Còn về camera thì chiếc Vivo X Fold cộng này thì vẫn giữ nguyên hệ thống giống với chiếc X Fold, bao gồm là camera góc rộng 50 megapixel, cảm biến góc siêu rộng là 48 megapixel và cảm biến tele 5x là 8 megapixel, đi kèm với một camera tele 2x là 12 megapixel nữa, rất nhiều. Ở máy thì vẫn có camera selfie là 16 megapixel và chất lượng hình ảnh thì nó phải tương đương với những chiếc máy như là Vivo X80 Pro. Và một cái điểm rất đặc biệt nữa thì vẫn được duy trì trên chiếc X Fold cộng này, đó chính là nó sẽ có hai cảm biến vân tay ở dưới màn hình cả trong lẫn ngoài, mà mình chưa thấy một chiếc smartphone gặp của hãng nào khác mà có được công nghệ này. Nếu các bạn xem lại cái video trước đây mình đã từng trên tay chiếc Vivo X Fold thì các bạn có thể thấy rằng chiếc máy đó nó có màu xanh. Tuy nhiên chiếc máy này lại có màu đen. Nhưng mà chiếc Vivo X Fold cộng này lại có thêm một phiên bản màu đỏ nữa. Có nghĩa là ngoài màu đen và màu xanh ra thì các bạn còn có phiên bản màu đỏ, nhưng rất tiếc thì hôm nay thì mình lại không có phiên bản màu đỏ mới nhất trên tay. Các bạn có thể xem cái hình này. Và đó tất cả những trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Vivo X Fold cộng, chiếc smartphone gập mới nhất đến từ nhà Vivo. Rất tiếc thì chiếc máy này hiện tại là hàng xách tay, vì vậy mình vẫn chưa thể nào cài SafePlay cũng như chưa thể nào mà test hiệu năng cho các bạn được. Vì vậy là mình sẽ cố gắng mượn lại nếu trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.